Thư viện Phật giáo Hòa Hảo thực hiện diễn đọc chuyện bên thầy. Trân trọng kính mời quý vị, quý Phật tử và quý đạo hữu lắng nghe diễn đọc Tuấn Anh, Ngọc Minh, Bùi Anh Tuấn và Xuân Hiếu. Nam mô A Di Đà Phật. Chuyện thứ 369 Chuyện Ông Năm Chèo Hóa Thân Khoảng cuối năm Giáp Thân, năm 1944, Đức Thầy ở tại căn nhà số 150 đường Le Fevre, Sài Gòn. văn phòng có dòng rào, thường các một người trực bên ngoài gác, bên trong có toán phòng vệ. Mỗi khi có khách tới, thì người bên ngoài báo vào trong để xin ý. Nếu Đức Thầy cho phép, thì được vào tiếp kiến vì tình hình lúc này rất khó khăn. Ngày nọ, Đức Thầy ở trên gác nghỉ trưa. Không hiểu sao, có một ông già thân hình cao lớn, mặc bộ bà ba đen, đầu bịch cái khăn đỏ, đi thẳng lọt vô nhà. Vậy mà, người gác cửa bên ngoài chẳng hề hay. Khi người ấy vào tới bên trong, thì toán phòng vệ, có sáu người bao xung quanh, chận người ấy lại. Ngay lúc đó, Đức Thầy đi xuống tới nửa cầu thang và lên tiếng. Để cho ông ấy vô đi. Nay ông Năm tới thăm tôi đó. Nghe Đức Thầy dạy, mọi người gian ra. Người ấy theo chân Đức Thầy lên lầu. Độ 2 giờ sau thì trở xuống. Thầy tiễn tới cầu thang, rồi hỏi mấy anh em phòng vệ. Mấy anh em biết người đó là ai không? Thưa Thầy, chúng tôi không biết. Có muốn coi cho biết ông Năm chèo không? Dạ muốn. Đức thầy lên tiếng gọi. Ông Năm, hãy quay lại cho anh em coi. Ông Năm chèo, trở vào, ngồi trên ghế, dán ông quần cao tới đầu gối. Mọi người tụ lại, thê, ông chân toàn là vẫy xấu. Hồi lâu, ông kéo ông quần xuống, nhìn mọi người giáp lượt, rồi đứng dậy đi ra phút chốc mất dạng. Vậy mà anh gác cũng chẳng hay. Đức Thầy đi thẳng lên lầu, mọi người có mặt nhìn nhau. Bác hai cống. Chuyện thứ 370 Chỉ cử hai con Trên bước đường giáo đạo, có hôm Đức Thầy dừng chân lại chùa Tam Bửu ở Ba Chúc trong khu vực của núi nước và núi tượng thuộc quận Tri Tôn, tỉnh Châu Đốc. Nơi này ngày xưa, Đức Bổn sư Ngô Lợi lập giáo độ đời. Ngài sanh năm Canh Dần, năm 1830, gần biên giới Mộc Bài. Đến ngày mùng 5 tháng 5 năm Đinh Mão, 1867, bỗng nhiên ngài bị mê man 7 ngày đêm. Khi tỉnh dậy thì hoác nhiên ngộ đạo. Trong Hiếu nghĩa kinh có bài thi nói rõ việc này. Hướng thượng Đinh Mão Túy ngũ ngoạt nhật ngọ niên chuyển ngã thân khử tục thất nhật dạ đi mê tịch nhiên hồi hoàng tỉnh giải thoát tẩy trần tâm giáo nhân tùng thiện đạo khẩu thuyết phổ lưu truyền từ đó ngài phát phái cho bá gia quy y tại phi lai tự chính thức lập nên đạo tứ ân hiếu nghĩa ngày 28 tháng 4 năm Mậu Dần năm 1878 và ngày Thị Tịch ngày 13 tháng 10 năm Canh Dần năm 1890. Nay Đức Thầy về viếng lại cảnh xưa và thuyết pháp với bổn đạo. Các ông, ông trò, ông gánh là người đại diện cho đạo để quản chúng. Sau khi nghe lời thuyết giảng của Đức Thầy, họ đồng nhận ra hình bóng thầy xưa của họ là Đức Bổn Sư trở lại đức thầy thăm hỏi họ mấy bà con xưa gọi đức bổn sư ra sao mấy vị môn đồ ấy đáp bạch thầy tư chúng tôi gọi là cậu năm vì người có tên là năm thiếp và có tên là hữu nữa đức thầy nói cùng họ nếu vậy bà con cũng tự nhiên gọi tôi là cậu tư được rồi tiếp theo đức thầy hỏi Vậy cậu năm dạy bà con hành đạo ra sao? Mấy vị ấy đáp. Thầy chúng tôi xưa dạy á, ngoài bốn ngày chai mỗi tháng, còn cử ăn mười hai con giáp và lại mỗi hướng hai mươi bốn lại. Đức Thầy giảng dạy với họ. Đó là lúc Phật Pháp bị gài then Do sự đàn áp của thực dân Pháp, nên cách lại hai bàn tay đang tréo vào nhau đây chỉ cho sự bế tắc để qua mắt bọn Việt gian bán nước nên khó hành đạo. Giá lại lúc đó cậu năm mưu đồ phục quốc nên đạo gặp nhiều khó khăn. Bây giờ Phật Pháp đã mở then rồi. Vậy bà con hãy lại bàn tay lật ngửa và chỉ lại bún lại mỗi hướng mà thôi. Còn xưa cử ăn 12 con trong giáp thì nay bà con ăn cách này mau đắc đạo lắm tôi dạy tín đồ cử ăn có hai con là con gì đẻ trứng và con gì sanh con chứ không cử nhiều như xưa đây chỉ là phương tiện mà thôi kể từ đó số môn đồ chí cốt của đức bổn sư nhận ra đức thầy là chuyển kiếp của thầy xưa của họ nên lần lượt quy y vào đạo cũng nhiều theo ông nguyễn văn tho hòa bình thạnh chợ mới Chuyện thứ 371 Quả báo nhãn tiền Khi Đức Thầy khai đạo tại Tổ đình Hòa Hảo, ông Đặng Thành Tựu, tức Tư Đáo, ở Kiến An, chợ mới, thường lên Tổ đình để nghe Đức Thầy thuyết pháp. Trong một lần thuyết pháp, ông tự nghe Đức Thầy dạy một đoạn như vậy Xưa có người làm lành hay làm dữ, thì trả có mau có chậm nhưng ngày nay thì có khác. Người làm phước được hưởng phước tại tiền. Người làm tội cũng như vậy. Nhân lành hay giữ, nhiều đời cũng vậy. Ông Đặng Thành Tựu kể và giảng giải chuyện này trong khóa tu nghiệp giảng viên tại hội quán ban trị sự tỉnh An Giang. Câu chuyện tuy ngắn nhưng rất thiết yếu giúp cho người hành đạo hiểu rõ chuyện quả báo nhãn tiền hầu điều chỉnh cách sống, lối tu cho hợp với tính chất của thời nguân hạ. Mẫu chuyện cũng xác định thêm chương nghĩa của hai câu trong sấm giảng quyển nhất. Đời xưa quả báo thì chày, đời nay quả báo một giây nhãn tiền. Theo ông Đặng Thành Tựu, chuyện trả nợ sau ngày 18 tháng 5 năm kỷ mão năm 1939, một thời gian tiếng tâm thầy tư hòa hảo độ bệnh cứu nhiều người thập tử nhất sinh được mạnh ba chúng tôi bộ cuộc năm lúa và tôi từ làng hưng Nhân. sau khi ăn cơm sáng xong rủ nhau qua tổ đình nghe thầy tư thuyết pháp sao để hỏi một việc anh bộ cuộc hỏi tôi anh giáo hòa muốn hỏi việc gì vậy chừng nào tôi hỏi thì anh biết chúng tôi đi luôn ba buổi buổi đầu thầy hỏi bộ cuộc năm lố buổi kế hỏi năm lố bộ cuộc tới buổi thứ ba mới hỏi hết ba người thầy tư nói với tôi hai buổi rồi ông giáo có ý buồn tôi vì đi ba mà hỏi có hai người còn ông tôi chừa lại có chuyện như vậy vì tôi biết ông giáo muốn hỏi tôi một việc Tôi nhường cho ông hỏi trước mà ông không hỏi. Cho dù muốn hỏi, cũng không nói ra lời. Thôi, bữa nay muốn hỏi việc gì cứ hỏi. Lúc này tôi được thầy cho phép nên hỏi. Thưa thầy, như tôi mắc nợ một ngàn giả lúa, mà tôi làm có hai công ruộng thì làm sao mà trả cho hết nợ? Đành rằng trả không hết nợ, nhưng ông quyết tâm trả nợ cho đến khi nào trả hết nổi thì nhờ chủ nợ ân xá cho. Không sao đâu, đừng lo. Bây giờ tôi không còn thắc mắc gì nữa. Nhớ lại ông Phan Châu Bá có lần hỏi việc tương tự. Đức Thầy đáp. Đành rằng nợ thế trả chưa xong mà biết ăn năn sửa lấy lòng. Niệm chữ di đà tan chứa nghiệp. Thuyền từ thầy rước lại non bồng. Non bồng tiên Phật xót nhân sinh, Trí huệ trao dồi kháng kệ kinh, An phận hơn bề danh lợi tạm, Tề gia trung hiếu vẹn thân mình. Tôi vô cùng bái phục đấng cứu đời. Giáo thuận Chuyện thứ ba trăm bảy mươi hai có chi cúng nấy ngày nọ có bốn người tín đồ quê ở miền tây ngồi bàn bạc với nhau về việc cúng kiến ông bà mỗi người một ý một ông ý kiến như nhà mình có nuôi sẵn mấy con heo gà vịt đến ngày vỗ quải thì bắt chúng làm thịt để cúng là được chứ gì cây nhà lá giường ít tung kém ông khác thì nói không được mình cúng dỗ không nên sát sanh sát sanh hại vật mà cúng thì người chết cũng bị ảnh hưởng nữa cộng nghiệp đó cúng vậy không có tốt cho cả người còn và người mất cúng càng nhiều tội càng nhiều ông thứ ba thì nói có sách mách có chứng mấy anh không nhớ đức thầy đã dạy trong tôn chỉ về việc cúng kiến ông bà cha mẹ có chi cúng nấy trong những ngày kỷ niệm theo như tục lệ. Còn về việc đãi đằng hương đảng thì tùy ý. Những điều nào xét ra giảng tiện, ít lãng phí cứ làm. Mỗi người cứ cho quan điểm của mình đúng. Người nói tôi có chi cúng đấy. Người nói tôi đãi đằng hương đảng thì tùy ý. Người thì cho tôi làm giảng tiện ít lãng phí là làm theo lời thầy dạy. Cứ thế bàn cãi hoài, vẫn không ngã ngủ. Họ bèn hẹn nhau chừng lên gặp Đức Thầy, sẽ thưa hỏi, để Ngài dạy cho rõ ràng. Sau khi đi khuyến nông về, Đức Thầy lập văn phòng nơi số 38 đường Mít Sài Gòn. Mấy vị tín đồ miền Tây ấy kéo nhau lên thăm hỏi Đức Thầy trong thời gian này. Khi được diện kiến với Đức Thầy, mấy ông lần lượt đưa ra những thắc mắc về vấn đề quẩy đơm cúng kiến đức thầy trở vào trong văn phòng không lâu sau ngài trở ra trên tay cầm tấm giấy có ghi một bài thi rồi ngài dặn dò coi theo đó mà làm mấy người mở tấm giấy và thấy bài thi báo hiếu đạo nhà quẩy đơm cúng tế lệ xưa nay sát vật trâu heo đứa mị bài, kẻ mất cho ăn suy khó hiểu. Người còn bạc đãi lạ lùng thai, cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ chay, trong sạch nghĩa nhân dày mới đáng, hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay. Họ làm lễ, xin cứu ra về. Không còn biện bạch, tranh cãi nhau nữa. Và từ đấy, người tín đồ có được một phương án khả thi trong việc cúng kiến quẩy đơm, mà không rây rứt vì có điều gì trái nghịch với phương châm hành đạo. Theo ghi chép của Trương Như Bình. Chuyện thứ 373 Cộng nghiệp Năm 1945, năm ức dậu. Đức Thầy đang ngủ tại văn phòng số 38 đường Mixer, Sài Gòn. Buổi sáng nọ, ông Sáu Mẹo từ thốt nốt lên viếng thăm Đức Thầy. Giờ lúc bà kia giỏi kêu mượn anh em trong văn phòng cắt cổ con gà làm thịt cho buổi ăn sáng. Nhưng ai cũng diện lý do từ chối. Người thì nói, không dám cắt cổ. Người nói, sợ tội. Người khác lại nói, thấy máu trong mặt, dân dân. Vừa thấy ông Sáu Mẹo bước vào nhà bếp, bà ký liền thay mặt đặt tên. Mai có cậu Sáu à, nhờ cậu cắt cổ dùm con gà làm đồ ăn buổi sáng. Ông Sáu Mẹo sẵn sàng nói. Được, để tôi ra tay. Tới giờ ăn sáng như thường lệ, mọi người vào ngồi đông đủ. Đức Thầy chỉ tay đảo giáp vòng, rồi nói. Bữa cơm này, tất cả đều chia tội với ông Sáu. Đây gọi là cộng nghiệp. Mặc dù không ra tay trực tiếp giết hại nhưng thụ hưởng cái do người khác giết hại mà có hoặc hưởng chung cái do người khác phạm vào các nghiệp ác mà có thì ít nhiều cũng phải chịu chung quả báo đó gọi là cộng nghiệp cộng nghiệp có khi là lành có khi là dữ tùy theo nhân lành dữ đã cùng người khác gián tiếp hay trực tiếp gieo ra theo ông bổ quế truyền thứ 374 Cấm ăn ở ba nhà Quê tôi ở Bến Tre có phước duyên được Đức Thầy nhận làm thư ký bên Ngài. Ngày 12 tháng 9 năm 1941 Tân Tị Tại nhà ông ký giỏi văn giỏi Tôi thưa hỏi nhờ Đức Thầy chỉ dạy cách ứng xử, giao tiếp với đồng đạo cũng như với cộng đồng xã hội sao cho đúng dùng cơm trưa xong. Ngài nhìn tôi, rồi nghiêm nghị, nói. Tôi cấm ông dùng cơm ở ba nhà. Lời Đức Thầy dạy bất ngờ. Tôi chưa hiểu, nên hỏi. Bác Thầy, khắp đó đây có biết bao nhiêu nhà Thầy cấm ăn ở ba nhà là gồm những nhà nào nhờ Thầy chỉ dạy. Đức Thầy từ từ kể ra. Ông nhớ ba nhà này một là nhà nuôi súc vật hai là nhà buôn bán súc vật ba là nhà làm nghề hạ bạc nghe thầy dạy tôi để ý nhớ trong lòng cũng không dám hỏi gì thêm vài ngày sau tôi ghé thăm nhà người bạn thân làm nghề đóng đái lâu ngày gặp lại hai chúng tôi nói chuyện khá lâu đến bữa cơm trưa người nhà dọn cơm ra mời nhớ lời thầy dạy tôi khẩn khoản chối từ anh bạn lấy làm ngạc nhiên nói từ trước đến nay á mỗi lần anh đến đều dùng cơm với tôi duyên cớ gì hôm nay anh lại chối từ hay là tôi có làm điều gì không phải á thì anh nói để tôi biết mà sửa đổi thấy người bạn nói chí thiết quá buộc tôi không thể giấu giếm nên nói ra không, không đâu. Giữa tôi và anh chẳng có việc gì mất lòng. Nhưng vì Đức Thầy có lệnh cấm, không cho tôi ăn cơm ở ba nhà, nên tôi phải giữ vậy thôi. Người bạn càng thêm thắc mắc, hỏi phân tới. Thầy cấm anh thế nào? Xin anh nói cho tôi biết ba nhà là ba nhà nào? Tôi kể lại y lời thầy dạy, nghe xong anh bạn nói nếu thầy cấm anh cũng là cấm cả tôi vì mình cùng là tín đồ của thầy thôi bữa nay nhân sự tùng sự anh dùng với tôi bữa cơm này tôi hứa danh dự với anh tôi bỏ hẳn nghề hạ bạc này biết đâu thầy có ý qua anh mà dạy cho tôi cũng nên nói thiệt tôi cũng có ý muốn bỏ nghề hạ bạc này từ lâu nhưng vì chén cơm manh áo nên còn đeo mang nó. Chứ tôi cũng biết ngày này mình chẳng bắt quá nhiều sanh linh, càng ngày càng gây thêm nhiều oan nghiệp, khó mà tu hành cho giải thoát được." Nghe người bạn nói vẻ thành tâm, tôi suy nghĩ. Biết đâu thầy muốn mình hóa độ cho người bạn này. Vậy là chúng tôi cũng dùng bữa cơm coi như mừng cho người bạn ly khai giới nghiệp nợ dùng cơm xong anh ấy nói là làm anh đem lưới đóng đáy ra bầm to bầm nhỏ tôi thấy vậy thì can ngăn anh nghĩ nghề thì bán lại cho người khác lấy vốn tìm phương khác mưu sinh sao quỷ hết như vậy uổng quá anh bạn đã có chủ ý trước nên nói thầy đã cấm mình không làm bán cho người khác là mình gián tiếp gây nợ. Thôi, thì dứt đoạn một lần cho xong. Từ giả ra về, mà lòng tôi thấy nể phục tính cương quyết của anh bạn. Nhưng trên hết là Đức Thầy đã thấu rõ được căn duyên, nên chỉ một lời dạy qua tôi chuyển đến mà độ dẫn được gia đình một tín đồ về đường ngay nẻo chánh. Theo ông Cao Bá Hấn chuyện thứ 375 Cầu tự Sau ngày Đức Thầy mở đạo Rất đông bá tánh gần xa tụ hội về tổ đình Trong đó có vợ chồng ông Nguyễn Văn Phối Và bà Lê Thị Liễu Ngụ làng Tân Quế Kiến Phong Tìm đến xin được quy y Xin phép với Đức Thầy xong Thì Ngài chỉ Muốn quy y thì vô nguyện vái nơi ngôi Tam Bảo Thế nhưng khi vào bàn thờ Tam Bảo hai người lại cùng nhau thầm khấn nguyện để cầu cho được có con. khi trở ra, đức thầy mới nói với hai người: đời này không con là có phước như tiên, còn quy y mà lo vái cầu con là muốn trả quả đó. nhưng hai vợ chồng vẫn giữ ý định, lo sợ về già không ai chăm sóc, nên tìm xin được người con trai tên Nguyễn V M về nuôi Lớn lên lo cho học hành Cứ vợ Rồi sao đi lính bị thương Vợ chồng già phải lo bảo bọc con dâu Và đàn cháu nội nuôi Lớn lên chúng tiếp tục Phá tan sản nghiệp Đến khi hai người già yếu Phải nhờ nơi vợ chồng người cháu trai Gọi ông bằng cậu Là Dương Văn Biển và Nguyễn Thị Sử Rước về phụng dưỡng Đến khi mãn phần Vị phàm tâm suy nghĩ theo thế tục đã đến ngay cửa đạo mà không chịu quy y theo Phật Pháp, lại vọng cầu tạo nghiệp thế gian. Đức Thầy đã cảnh giác mạnh, nhưng vẫn không thức tỉnh để phải trượt dài theo con đường duyên nghiệp rồi chịu một kết thúc rất buồn mà tương lai vẫn còn mờ mịt. Theo ông Lê Văn Bình, tức năm lỡ, tân quế. Chuyện phải cột, phải cào. Được tin Đức Thầy về nương ngụ nhà ông hương bộ võ mẫu thạnh kinh sáng sành no làng nhân nghĩa châu thành cần thơ được hơn tháng một ngày tháng 5 năm canh thìn năm 1940 cha tôi ông võ văn xạ còn có tên là đạo tức năm xạ dắt tôi con trai thứ ba là võ văn tặc lái chiếc xe hơi traction keng vào gần nhà ông bộ thạnh lội bộ một đoạn đường quê bây giờ rất khó đi. Có ý thăm dò và tìm hiểu tận tượng về cách độ đời của Ngài. Lúc này, rất đông người tới nhờ Ngài trị bệnh và nghe thuyết pháp. Thế nhưng, hai cha con tôi vừa bước vào nhà ông Bộ Thạnh. Thầy vui vẻ nói liền. Phải cột, phải kèo rồi, còn chờ gì nữa? Nghe nói vậy, cha con tôi xin Ngài cho quy y vào đạo. Năm này, cha tôi 36 tuổi. Hai cha con tôi làm lễ quy y xong. Đức Thầy sửa tên cho tôi và nói Quy y rồi thì tu phải đắc đạo chứ. Trước, cha tôi tên đạo, tôi tên tặc. Nay, Ngài sửa tên cho tôi là đắc. Từ đó, mỗi khi có lệnh thầy là cha tôi lái xe đưa ngài đi giảng đạo nhất là trong công tác huyên nông do tình hình kinh tế thế giới bị khủng hoảng trầm trọng trong nước nạn đói xảy ra lan tràn từ Bắc và Trung Kỳ sau đó thân phụ tôi trực tiếp tham gia giải cứu đức thầy tại nhà ông Ký Giỏi trong lần công tác cha tôi lái xe chạy tới ngã ba Phú Lâm xe bị hư do công tác quan trọng cha tôi đưa đức thầy sang xe về miền Tây rồi ở lại sửa xe do chế thêm bộ phận chứa ăn côn để hỗ trợ dẫn xăng cho xe chạy. Vô tình đụng vào đổ bình ăn côn nên xe vật cháy và cha tôi qua đời cùng ngày. Mùng 5 tháng 8 năm Ất Dậu, năm 1945. Được tin, Đức Thầy phái bác sĩ Đào Tuấn Kiệt Lo an táng cha tôi tại nghĩa địa Phú Thọ, quận 5, Sài Gòn. Sau ngày cha tôi qua đời, đức thầy cho người gọi tôi lên Sài Gòn và đưa cho tôi ba đồng Đông Dương dạy đi học lấy bằng lái xe và làm tài xế cho ngài. Đồng thời tặng cho tôi cái áo bà ba trắng. Thời đó, xe hơi muốn chạy phải dùng cây quay maniven để quay cho máy nổ. Trong một lần bất cẩn tôi bị cây quay đập trúng vào trán máu tuôn chảy đức thầy lấy tay đè lên lúc sau máu hết chảy tôi không thấy đau đớn chi và tiếp tục công việc được giao như đức thầy ân cần dạy bảo tín đồ lựa cho phải cột phải kèo phải dai phải dế mà theo kẻo lầm sau này nhờ sự hướng dẫn của bác sĩ đào tuấn kiệt em gái thứ tư của tôi, Võ Kim Nhị, cùng chồng Đoàn Hữu Thạnh và con trai Đoàn Thanh Dân, dọc dáng rất giống ông ngoại, tức ông Năm Xã. Và người em trai tôi là Võ Thanh Nhàn đưa hài cốt về an táng tại đất nhà ở Bà Khen, Long Xuyên. Ông Võ Văn Đắc Chú thích Ông Võ Văn Đạo, tức Võ Văn Xã, còn gọi là Xã Đua, năm xạ, sang năm Giáp Thìn 1904, tại Đông Thịnh, làng Mỹ Phước, Long Xuyên. Qua đời ngày 5 tháng 8, năm Ất Dậu 1945, Dương Thọ 41 tuổi, ông có những thành tích thi đua đóng xuồng đứng đầu nên quá danh xã xuồng. Một cua rơ xuất sắc bứt phá trên đường đua cấp Xuân Lộc Đồng Nai liên tục từ năm 1930 đến 1934. Giải nhất Trên đường đua Hà Nội-Hải Phòng, giải nhất chung cuộc, cuộc đỏ sức đầu tiên hai miền Nam Bắc làm rạng danh thanh niên miền Nam, đồng thời với những cua rơ Phượng Hoàng, Lê Thành Cát, Ngô Văn Luân, vân dân, giải nghệ năm 1941. Tham gia lái xe giải cứu Đức Thầy tại nhà ông ký giỏ gian giỏi tại Bạc Liêu để thoát sự quản thúc của nhà cầm quyền thực dân Pháp. truyền thứ 376 Không nhận quà Khi tôi đang trên đường xuống tổ đình thì gặp vợ ông Nguyễn Tấn Bực tức Biện Hùm bưng một xề cam quýt thấy trái ngon tôi hỏi mua Bà Biện bán cho tôi hai chục cam quýt Bà Biện trả lời cái này tôi đem biếu cho bà cả Chứ không có bán Vậy là bà biện bưng thẳng vô nhà Lại trình giới đức thầy Bạch thầy Chồng tôi là biện hùm Ông bảo tôi đem ít chục cam quýt này Tôi biếu bà cả và thầy Dùng lấy thảo với gia đình tôi Đức thầy hai tay cầm hai trái cam Hỏi đức bà Bà cả ăn cam quýt không? Đức bà trả lời không, tôi không có dám nhận, của nhà có, sao mà nó chua quá. Đức Thầy nói với bà Biện Hùm. Tôi cảm ơn ông bà Biện tốt lòng đem tới đây biếu tặng. Tôi chứng cho tình ông bà Biện tốt lòng rồi đó. Nhờ bà Biện bưng ra ngoài cổng, kêu dùng mấy anh em xe lôi xe kéo tới nhận hết đi. Từ đây về sau, đừng đem cho nữa nghe. Bà biện hầm cúi đầu, dạ nhỏ một tiếng, rồi bưng xề cam quýt đi ra ngoài, theo ông Tiểu Phu. Chuyện thứ 377 Đồ Cúng Sau ngày Đức Thầy khai đạo, bá Tánh tới nghe thuyết giảng rồi quy y rất nhiều. Tôi cũng trong số người thường tới lui, nhưng tôi chưa vội quy y vì còn chờ thời gian để nhận xét xem đạo Đức Thầy dạy như thế nào. Hôm đó, Đức Thầy cho thuốc và giấy vàng độ bệnh. Tới 11 giờ trưa mới vào ngồi nghỉ ngơi nơi chiếc trường kỹ cùng mấy người khách. Qua một giờ chiều, Đức Thầy tiếp tục trị bệnh phát thuốc cho bá tánh. Lúc đó, có người ở miệt giường chở lên cả cần xé, cam, quýt, bưởi. Họ vào sắp lên bàn thờ cửu huyền. Một hồi sau, Đức Thầy bảo với họ. Bà con đem xuống ghe hết đi. Ai không nghe lời thì uống thuốc không hết bệnh. Buộc lòng, những người ấy phải dọn số trái cây để đem xuống ghe. Một số đem ra sau giường phân phát cho bà con ăn tiếp dùm. Thấy cách đức thầy tuyệt nhiên không nhận quà, không thỏ dụng đồ cúng. Tôi nghĩ đức thầy là bậc chân chánh, không dùng huyền thuật để lạm dụng của thế gian. Tôi quyết định xin đức thầy để quy y vào đạo. Khi ấy, ngài nói với tôi ông theo dõi tôi khá lâu coi chánh hay tà tốt hay xấu phải cẩn thận dè dặt như vậy để khỏi lầm lạc tà giáo mà có hại cho đời mạng của mình tôi sợ bị đức thầy rầy quở vì còn nghi ngại hạnh đức của ngài Xong, ngài lại cho đó là điều cần thiết tôi quá mừng mà khắc tạ thâm ưng theo ông hai tổ hòa hảo Truyền thứ 378 Dò xét kỹ Sau ngày 18 tháng 5 năm kỷ mão 1939, tiếng Đức Thầy ra mở đạo truyền đến khắp nơi. Bây giờ tôi theo chèo ghe cho ông trưởng Quynh từ chợ Mương Kinh, Phú An xuống nhà ông Hương Cả, làng Hòa Hảo, coi Đức Thầy trị bệnh và nghe Ngài thuyết pháp. Lần nọ, hai đứa con tôi bị bệnh nên trước khi đi vợ tôi dặn anh xuống cậu tư hòa hảo thỉnh bùa về cho con mình uống khi tới nơi tôi vào phụ giúp công việc như mọi người công việc là xé giấy vàng phân thành miếng nhỏ vừa phát cho người bệnh uống gặp mấy tờ giấy loại sớ to tôi làm mà nghĩ thầm ai uống phải thứ này mắc cổ thấy ông nội sau khi xé xong thì bó lại tử tế xếp thành một đống khá lớn tới chiều sắp về tôi nhớ lời vợ tôi dặn nên đến thưa với đức thầy bạch ngài hai đứa con tôi đang bệnh cho tôi thỉnh ít giấy vàng về cho chúng uống đức thầy vào lấy mớ giấy vàng to sớ ra vừa đưa cho tôi vừa nói người ta nói ai mà uống phải thứ này mắt cổ thấy ông nội vậy mà không sao đâu đem về cho con ông uống là hết bệnh tôi nhận giấy vàng mà giật mình sau ngài lại nói trúng phúc câu nói khi tôi đang thầm nghĩ hai con tôi khi uống xong là hết bệnh y như ngài đã nói từ đó tôi thường xuyên lui tới tổ đình hơn nhưng cũng còn tìm hiểu thêm chứ chưa quyết định gì một lần khi tôi bước ra gặp đức thầy thì ngài gọi tôi và dạy ông dò xét chánh tà đó là điều rất tốt tôi không trách chi ông bất cứ việc gì phải trái chánh tà phải cần phân biệt nếu để nghe lầm tin lộn rất có hại về sau thời gian sau tôi thừa với mẹ tôi và trình lên bàn thờ ông bà xin được quy y theo thầy thì mẹ tôi vui vẻ bằng lòng. Tôi xuống tổ đình, giao trình với Đức Thầy để xin được phép quy y. Ngài gật đầu và chỉ tôi vào bàn thờ Tam Bảo, nhà Đức Ông, để khấn nguyện quy y. Tôi cứu từ ra về, bắt đầu chí thú lo tu, sao xem kệ giảng, thấy hai câu. Đừng bả đâu tin bướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp tôi thấy tính cẩn thận do xét kỹ càng trước khi hành động của mình là đúng với lời Đức Thầy dạy chỉ, nên lòng tôi phấn chấn lắm. Theo ông Sáu Tiều Phu Chuyện thứ 379 Cúng Kỳ Yên Ngày mùng 10 tháng Chạp năm Kỷ Mão 1939 Mới hơn 7 giờ sáng, tôi đã tới tổ đình. Khi tôi đến thì Đức Thầy đang từ trước sân của tổ đình bước vào nhà. Ngài vừa đi, miệng lại mỉm cười. Đức ông thấy lạ, mới kêu lên, hỏi. Thầy Tư cười chuyện gì vậy? Đức Thầy quay về phía Đức ông, nói. Ông cả xuống dưới đình thần hòa hảo mà coi mấy ông trong ban hương chức hội tề, giết con heo, đem lên trong trước bàn linh thần, rồi súng nhau quỳ lại biết ông thần có ăn được thịt sống không mà làm như vậy. Còn các ông hội tề quỳ lại biết chừng nào cho hết cái tội ác sát sanh. Họ bày trò dối mị như vậy. Hỏi sao không tức cười cho được. Nghe vậy, đức ông phân dân lắm, nên hỏi. Vậy không nên cúng thần sao thầy tư? Đức thầy liền nói. Nên cúng chứ, nhưng nên biết những vị thần ở đình làng là những vị quan đàn cựu từng trung quân ái quốc được ghi vào thanh sử vua sắc phong làm chánh thần mà chánh thần khác với tà thần thì đâu còn ăn thịt sống thịt chín gì nữa từ nay ông cả hãy ra lệnh cho họ cúng linh thần thì nên cúng chay để cầu cho quốc thới dân an, mưa thuận gió hòa, chúng dân an cư lạc nghiệp. Từ đó, ngôi đình hòa hảo và các ngôi đình làng lân cận đều tổ chức cúng chay trong mấy ngày lễ kỳ yên, bỏ hẳn tục lệ sát sanh để dùng thịt sống hay thịt chính mà cúng khi tế lễ. Theo ông Quỳnh Hữu Hạnh, tức Hương Quảng Chiến. Chú thích về ban hương chức hội tề trong làng xã ngày 30 tháng 10 năm 1927 quan toàn quyền Đông Dương ra nghị định cải tổ việc cai trị các xã thôn tại Nam Kỳ Lục Tỉnh gọi là hương chức hội tề gồm có các vị như sau một Hương cả quản lý toàn diện chịu trách nhiệm với cấp trên hai Hương chủ, tương đương chủ tịch xã, kim giữ thủ quỹ. 3. Xã trưởng, giữ ấn tính, theo dõi công dân đến đi, thu thuế. 4. Hương quản, phụ trách trật tự, trị an, thi hành án, lệnh. 5. Hương sư, trong coi về nghi lễ, cúng tế, đình, chùa, miếu. 6. Hương trưởng, trong coi các vấn đề về văn hóa. 7. Hương giáo phụ trách giáo dục, dạy dỗ, huấn luyện. 8. Hương bộ trông coi về đất đai, tài nguyên, công sản. 9. Hương thân phụ trách về giao tế, ngoại vụ. 10. Hương hào tuần phòng, tống đạt công văn, án lệnh. 11. Chánh lục bộ như tư pháp coi về sổ bộ, khai sinh, hôn thú, dân dân. Chuyện thứ 380 Ai lo việc đạo? Lúc Đức Thầy đặt văn phòng tại biệt thự số 138 đường Le Rơ, Sài Gòn, tình hình ở ba nước Đông Dương, Việt, Miên, Lào, liên thông qua lại với nhau. Do đó, số Việt Kiều có ông Lê Văn Phú tự tho từ tỉnh Kandan, Campuchia, thường về nước, họ đem những bài giảng của Đức Thầy trở lên, truyền bá trên đất bạn. Sau đó, có hơn 70 gia đình theo nhau về Việt Nam, cư ngụ dài theo Mương Kinh, xã Phú An, Tân Châu, Châu Đốc, nay là xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Ngày kia, ông Nguyễn Văn Nhu, tức Hào Nhu, được lệnh Đức Thầy về đây vận động thành lập ban trị sự nhưng vận động đã hai tháng mà không hình thành. vì vậy ông trở lên văn phòng thỉnh ý đức thầy. ông lần lượt báo cáo. bạch thầy, dân lĩnh thầy tôi về vận động anh chị em thành lập ban trị sự nhưng gặp việc quá khó. người có tài đức thì không tham gia, còn người thiếu tài năng đức độ thì xung phong ham làm. vậy tôi phải làm sao thưa thầy? đức thầy nghiêm giọng nói với ông hào nhu sao ông không chịu lấy cái trí tuệ sáng suốt của mình ra mà suy xét có thầy đây thì lên hỏi còn khi thầy vắng mặt ông biết hỏi ai ngừng lại một chút rồi đức thầy nói tiếp những người có khả năng có đạo đức mà không ra phục vụ giáo sự là kẻ muốn hại đạo còn kẻ không đủ khả năng thiếu tài thiếu đức cố xin vào gánh giác diệt đạo những kẻ đó cũng làm hại đạo vậy là ông hào nhu nhận lời chỉ giáo của đức thầy trở về truyền đạt lại với anh em tín đồ lạ thay không đầy một tháng sau ông đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức nên một ban trị sự có thành phần trị sự viên tài năng và đức độ theo ông chí thiện chuyện thứ ba trăm 81 Chú Giảng Sanh Cuối tháng Chạp năm Kỷ Mão 1939 Đức Thầy còn dạy đạo ở Tổ Đình Hôm ấy tôi và một số đồng đạo khá đông có mặt Đức Thầy kêu hỏi Trong các ông có ai thuộc bài Chú Giảng Sanh trong Kinh Phật từ trước bằng tiếng Phạn không? Một ông lão đứng dậy thưa Bạch thầy, tôi còn nhớ. Đức Thầy bảo ông đọc lên, thì ông đọc. Nam Mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dạ Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tỳ Ca lang Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca lang Đa, và dạ Di Nị. Và già na chỉ đa ca lệ ta bà ha đọc xong đức thầy bảo ông lão ngồi xuống rồi ngài giảng giải tiếp bài chú này viên âm phạn ngữ học lâu thuộc và ít ai biết được nghĩa lý nên đọc thường bị sai chữ vậy để tôi đọc bài chú giảng sanh khác cho mấy ông nghe Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Tam Thập Lục Dạng Ức, Nhất Thập Nhất Dạng, Cửu Thiên Ngũ Bá, Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi, Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật, tức 36 tỷ, 950 triệu thượng thiện nhân ở cõi Tây Phương Phật, đồng tiếp dẫn dông linh hay phổ độ chúng sanh. Đức Thầy giải thích tiếp bài nguyện này dùng trong ba việc một nó có ý nghĩa như câu lục tự nam mô a di đà phật nên có thể niệm trong thời gian đi đứng nằm ngồi câu lục tự có tính dị kỹ bài này thì có tính dị tha hai dùng trong lúc hộ niệm cho người trước lúc lâm chung ba khi người chết không cần biết lạ hay quen đều hướng tâm nguyện thầm cho họ hay các sinh vật nhất là trong mọi sinh hoạt đi đứng của người cư sĩ tại gia chúng ta hiện giờ không khỏi dai chạm làm đau đớn hoặc thiệt hại đến sanh mạng các loài sinh vật như cày ruộng nấu ăn uống nước tuy là nghiệp sát vô tình nhưng ta cũng phải mắc nghiệp nợ đó cho nên giờ phút nào chúng ta cũng phải niệm bài chú này hoặc niệm phật liên tục để vừa biết ơn vừa thương xót tất cả đồng thời vừa cầu cho tất cả chúng sanh được siêu sanh tịnh độ và nguyện tu hành đắc đạo để độ các linh hồn đó ấy là chúng ta tự chuyển đổi cái nghiệp nợ oán thù ra cái ân và kết duyên lành với họ sau này nếu ta tu đắc đạo trước sẽ độ được họ bằng họ đắc đạo trước cũng độ được ta nghe đức thầy giảng giải rồi mọi người lấy giấy viết ra nhờ ngài đọc lại để chép và ghi nhớ mãi đến năm 1945 đức thầy mới viết ra quyển sáu nói về tôn chỉ hành đạo theo ông bùi văn ưởng nam mô a di đà phật